Tiếp tục bài giảng xác suất thống kê kinh tế. Hôm nay thầy sẽ giảng về cái bài ước lượng tham số phần đầu tiên. Thì khi nào chúng ta có bài toán ước lượng tham số thì một cái tổng thể x mà nó có một cái tham số chưa biết, mình gọi là tham số theta đó. Thì cái tham số theta này á, thì nó có thể là kỳ vọng phương sai hay là độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x. Thì từ cái mẫu đặc trưng x đó, mình tìm cách sắp xỉ cái theta này. Tại theta ở đây chưa biết mà, mình sẽ sắp xỉ cái theta này. Đó. Thì bây giờ mình có hai cách để sắp xỉ. Cách thứ nhất là mình sẽ tìm một cái giá trị nào đó. Mình sẽ sắp xỉ cái tham số theta này. Thì cái việc đó mình gọi là ước lượng điểm. Còn cái việc thứ hai là mình có thể sắp xỉ cái tham số theta này cho vào một cái khoảng nào đó, tức là nó nằm giữa hai con số nào đó. Thì ở đấy mình gọi là ước lượng khoảng. Thì cái phần đầu tiên của cái chương ước lượng tham số này đó là mình nghiên cứu về là ước lượng điểm trước. Thì cái một số khái niệm về ước lượng điểm là các em cần phải phải ghi nhớ là, thứ nhất là về ước lượng điểm thì định nghĩa ước lượng điểm thì các em phải nhớ là bản chất của ước lượng điểm nó là một cái thống kê, mà bản chất của thống kê thì ở cái chương 4 mình đã nghiên cứu rồi, đó là một cái biến ngẫu nhiên. Thì cụ thể là khi mà mình có một cái biến ngẫu nhiên x mà nó có một cái tham số chưa biết theta, thì từ cái mẫu đặc trưng x đó mình sẽ thành lập một cái thống kê t. Thì cái thống kê t này nó có tính chất là với mẫu cụ thể, cái giá trị của nó có thể sắp xỉ được cho tham số theta, thì khi đó mình sẽ gọi cái t này nó là ước lượng điểm cho tham số theta. Thì chúng ta cũng nhận xét rằng là đối với một cái tham số theta thì mình có nhiều cái thống kê có thể làm ước lượng điểm cho nó, nhưng vấn đề đặt ra là cái ước lượng điểm nào là tốt nhất. Thì để tìm hiểu thì chúng ta đi vào các khái niệm tiếp theo, định nghĩa ước lượng không chệch. Thì một cái ước lượng điểm được gọi là ước lượng không chệch nếu mà mình lấy kỳ vọng của ước lượng đó nó đúng bằng cái tham số càng ước lượng, thì cái ước lượng đó gọi là ước lượng không chệch. Thì ở kết quả ở chương 4 mình viết ra cái định lý số 1 của cái định lý phân phối của trung bình mẫu đó. Thì cái định lý số 1 là cho biết là trung bình mẫu nó có cái kỳ vọng nó đúng bằng cái kỳ vọng của tổng thể, và cái phương sai mẫu nó cũng có kỳ vọng đúng bằng phương sai tổng thể theo cái định lý số 5. Thì phương sai mẫu đây là phương sai mẫu hiệu chỉnh, tức là mình chia cho n trừ 1 đúng không? Đấy. Thì chúng ta có hai kết quả như thế. Thế bây giờ người ta cũng nhận xét rằng là với cái ước lượng không chệch cho một cái tham số theta vậy thì nó cũng cũng còn rất nhiều cái ước lượng không chệch đó. Thì bây giờ đó người ta mới đặt vấn đề là thêm một cái khái niệm nữa, mà cái ước lượng không chệch nào mà cái phương sai nó bé nhất thì người ta gọi nó là một cái ước lượng gọi là ước lượng hiệu quả. Mà để xác định ước lượng hiệu quả thì người ta dựa vào cái lượng thông tin Fisher và bắt thức Ramirez. Thì cái lượng thông tin Fisher của biến ngẫu nhiên x mà nó có hàm mật độ là fx theta thì được tính như sau. Thì cái hàm fx theta này đó, mình lấy đạo hàm theo biến theta, mình coi nó như một hàm của biến theta, mình đạo hàm. Xin lỗi, mình lấy log Neper của nó trước. Lấy log Neper của nó trước. Lấy log Neper sau đó mình đạo hàm theo biến theta. Mình đạo hàm của cái log Neper của fx theta này theo biến theta, sau đó là mình bình phương lên. Rồi sau đó mình lại thay cái x x x nhỏ bằng x lớn, mình lấy cái kỳ vọng. Tại vì khi mình thay x nhỏ x lớn thì chỗ này nó là một cái đại lượng thống kê này nè. Và mình lấy kỳ vọng của cái đại lượng thống kê này. Không, đại lượng thống kê này thì nó ra một cái đại lượng này nó gọi là lượng thông tin Fisher của x về tham số theta. Thì cái bất thức Ramirez nó phát biểu về cái lượng thông tin Fisher này như sau.
thì cho x1, x2 đến xn là mẫu đặc trưng x có hàm mật độ là fx theta và y theta là lượng thông tin Fisher của x về tham số theta, và t là một ước lượng không chệch của tham số theta. Thì khi đó cái phương sai của t nó sẽ lớn hơn hoặc bằng nghịch đảo của n lần lượng thông tin Fisher. Chúng ta xét ví dụ về cái định lý này. Thì bây giờ cái ví dụ này, bây giờ mình sẽ cho một cái mẫu đặc trưng từ biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn là mi sigma bình. Thì mình sẽ chứng minh là cái x ngang này nè, x ngang này là trung bình mẫu nè. Nó chính là ước lượng hiệu quả cho mi, tức là nó là ước lượng không chệch có phương sai bé nhất, đúng chưa? Thì theo định lý về phân phối của trung bình mẫu á, thì mình thấy được là cái phương sai của cái trung bình mẫu này đó là nó sẽ bé hơn n lần so với cái phương sai của x, tức là phương sai của tổng thể, tức là bằng sigma bình phương chia n, đúng không em? Đấy. Bây giờ mình đi đi xây dựng đi tìm cái lượng thông tin Fisher của cái biến ngẫu nhiên x này về cái tham số mi. Không, tham số mi thì cái hàm mật độ của phân phối chuẩn á, thì chúng ta xem là ở chương 3 cái hàm mật độ nó sẽ như thế này. Đấy. Thì bây giờ có cái hàm mật độ như thế này rồi. Thì bây giờ là chúng ta lấy log Neper của nó. Thì cái chỗ này cái hàm này em lấy log Neper. Thì em nhớ lưu ý là cái tính chất của cái logarit ấy, thì logarit của tích thì bằng tổng của logarit. Thì đây mình sẽ tách thành hai cái logarit của cái thứ nhất này là cái trừ log Neper của sigma căn 2 pi, và cái logarit của cái số thứ hai là e log Neper mà của e thì nó bằng một, em còn cái số mũ nó mình đem ra trước thì nó thành cái số này. Đấy, thì bây giờ em đã tính log Neper của fx mi, cái tham số mình đó là mi. Ở đây trong cái ví dụ này thì cái tham số theta mình đó chính là mi. Thì bây giờ đó thì ở đây đó thì các em sau khi mà mình lấy log Neper rồi mình đạo hàm theo biến mi. Ở đây mình đạo hàm theo biến mi thì chỗ này nó không liên quan biến mi thì đạo hàm bằng không nè. Còn chỗ này đạo hàm á thì cái u bình phương thì đạo hàm bằng 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 hai u nhân u phẩy, đúng không? Thì hai u nó chính là hai lần của x trừ mi nè, x trừ mi nè. Rồi, nhân u phẩy, mà u phẩy thì u phẩy ở đây chính là mi, mi đạo hàm bằng một một rồi thêm dấu trừ, ở đây nó là trừ một, ở trước có dấu trừ nó là cộng một, không? Vậy thì đạo hàm của thằng này nó chính là x trừ mi chia sigma bình. Đó, bây giờ chỗ này là mình mới bình phương lên rồi mình thay x lớn, x nhỏ bằng x lớn, mình thay vô đây. Thay vô đây thì mình thì cái thằng này khi mà mình thay thay x lớn bằng x nhỏ thì nó trở thành là x trừ mi chia sigma bình, đúng không? Chỗ này là x x lớn trừ mi chia sigma bình này. Nhưng mà chỗ này nó phải bình phương lên mới lấy kỳ vọng, đúng không? Theo định nghĩa lượng thông tin Fisher, chỗ này mình bình phương lên mới lấy kỳ vọng. Thì như vậy thì khi mà bình phương lên thì lúc này nó sẽ là x trừ mi tất cả bình phương chia sigma bình. Thì theo tính chất kỳ vọng đó, thì một phần sigma bình đó mình đem ra ngoài. Ở đây nó sẽ kỳ vọng của x trừ mi bình phương, mà theo cái định nghĩa phương sai thì cái thằng này nó chính là sigma bình. Như vậy thì ở đây mình sẽ có sigma bình chia sigma mũ 4 thì nó sẽ ra một phần sigma bình. Đây là cái lượng thông tin Fisher của biến ngẫu nhiên x ở trên đây theo cái tham số mi là nó bằng một phần sigma bình. Bây giờ mình nhân thêm n vô nữa, n tức là nhân thêm n lần thì n lần lượng thông tin Fisher nó sẽ bằng n chia sigma bình. Đó, n chia sigma bình, vậy thì mình nghịch đảo lên thì nó trở thành là sigma bình chia n lại, giống như trên này. Thì rõ ràng là cái phương sai của trung bình mẫu, phương sai của trung bình mẫu thì lúc này nó bằng cái nghịch đảo của n lần lượng thông tin Fisher. Đó, tức là nó thỏa mãn cái dấu bằng ở trong cái bất thức Rameau này các em. Thì tất cả các ước lượng không chệch nó đều có tính chất này hết. Như vậy thì cái ước lượng không chệch nào mà nó làm cái dấu bằng ở chỗ này xảy ra thì có nghĩa là đó là ước lượng không không chệch mà nó có phương sai bé nhất, tức là nó là ước lượng hiệu quả. À, thì cái ví dụ này nó minh họa cho chúng ta thấy là sử dụng cái lượng thông tin Fisher và bất thức Rameau, chúng ta chứng minh được là
cái trung bình mẫu, nó là ước lượng hiệu quả cho cái trung bình tổng thể trong trường hợp ít có phân phối chuẩn. Về cái ước lượng, định nghĩa ước lượng tiếp theo đó là ước lượng vững. Thì một cái ước lượng T được gọi là một ước lượng vững nếu như với mọi epsilon dương thì xác suất để giá trị của cái T đó trừ mi, giá trị đó của T đó trừ mi nhỏ ở epsilon. Có nghĩa là cái độ lệch của T của T so với mi đó nó không quá epsilon. Và cái xác suất này nó sẽ gần bằng 1. Không, tức khi n tiến tới vô cùng. Điều này có nghĩa là khi mà mình lấy mẫu càng lớn thì cái giá trị ước lượng nó sẽ càng xấp xỉ tốt tốt hơn cho cái tham số theta. Thì cái này các em có thể thấy thông qua cái việc gieo cái đồng xu của ông Buffon với Poisson trong cái phần mà định nghĩa xác suất theo theo quan điểm thống kê đó. Thì mình thấy là khi mà mình tiến hành cái phép thử càng lớn thì cái tần suất nó sẽ có giá trị tiến sát cái giá trị xác suất. Và mình biết là xác suất gieo đồng xu là bằng 1/2 nha. Đấy thì nó đây điều này nó thể phản ánh rõ. Thì trong trong trường hợp thực tế thì cái tỷ lệ mẫu hay là cái tần suất người ta dùng làm một cái ước lượng vững cho cái tỷ lệ tổng thể. Thì chúng ta có một cái định lý là T là một ước lượng không chệch của tham số theta. Thì khi đó cái phương sai của T nó sẽ tiến dần về không khi n tiến vô cùng. Đó. Nếu như cái điều này xảy ra thì T được gọi là ước lượng vững của tham số theta. Thì chúng ta có một cái ví dụ như sau. Bây giờ mình lấy một cái mẫu đặc trưng ít, nó có kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình nè. Thì cái trung bình mẫu nó chính là ước lượng vững của cái mi này. Bây giờ mình theo cái định lý về phân phối xác suất của trung bình mẫu thì mình nhớ là cái phương sai của x ngang nó bằng là sigma bình chia n, đúng chưa? Đấy. Nhưng mà cái sigma bình này là một số cố định của n, là nếu mà mình cho tiến tới vô cùng thì rõ ràng là cái giới hạn này bằng không. Cho nên là x ngang cũng là một ước lượng vững cho mi. Thì qua những cái phần ước lượng này thì các em lưu ý cho thầy đó là gì? Cái trung bình mẫu là một cái ước lượng không chệch hiệu quả và vững cho cái trung bình tổng thể là mi, và cái phương sai mẫu là một cái ước lượng không chệch cho cái phương sai tổng thể.